nghe được đâu đó là thứ mà chúng mình luôn tìm kiếm thì nên là cuộc sống mà bản thân thấy thích, hoặc là kiểu người mà chúng ta muốn trở thành. Trên hành trình lớn lên để làm người lớn, chúng mình sẽ phải đi qua những con đường đầy thử thách và không hề bằng phẳng. Sẽ có những đoạn đường sẽ phải vừa đi vừa khóc, phải bỏ ra rất nhiều thời gian, hoặc phải trở thành với một người khác với trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là con kiên cường lên, because I'm a better man. Con phải tự lập lo cho gia đình, bởi vì con không muốn mẹ đau đầu thêm. Không cần phải là ông này bà kia, không nhất thiết phải là người cầm quyền, nhưng mà con bắt buộc phải thành công để mà lo được bốn chữ cơm áo gạo tiền. Vì đó là điều con sẽ không bao giờ quên, vì những lời này không thể được nghe lần nữa. Con luôn cố gắng lăn lộn ngoài kia, rất nhiều ngày ăn không. Why are you working so hard? Because what you like is very expensive. Where you want to go is very far away. The person who you love is a super perfect. Tôi thấy người khác làm cái gì xong sốt ruột và cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu mà phải nói một cái điều gì với các bạn trẻ thì chị muốn nói rằng sẽ luôn có chỗ cho các bạn. Kiểu gì cũng sẽ có chỗ các bạn ở mọi cái góc nếu các bạn chịu khó nhìn. Nên là các con cứ bình tâm, các bạn không nhỏ bé đâu. Các bạn sẽ luôn luôn có chỗ cho các bạn. Sẽ có một lúc nào đấy một người rất quan trọng với bạn sẽ xuất hiện và sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp mà những người khác không nhìn thấy ở bạn. Nên là gửi những ai đang nỗ lực về đích. 5 giờ sáng trước ngày thi, tôi dậy sớm ôn bài. Thời tiết hôm đó rất lạnh, nhưng trên đường tới thư viện đã đầy dấu chân rồi. Những người đang nỗ lực thường là những người cô đơn nhất, nhưng phần thưởng lại cực kỳ xứng đáng. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Từng trang sách bạn đọc, từng giọt mực bạn viết, từng giọt mồ hôi bạn rơi trên trang sách, từng giọt nước mắt bạn rơi vì bất lực. Mình đi khắp các phố phường, chạy thật nhanh lên những nẻo đường. Cố gắng, vì chúng ta chỉ được sống một lần trong đời. Đừng vì một hai câu nói mà thay đổi bản thân mình. Thành công sẽ mỉm cười. Đó là thành quả thích đáng cho những ngày nỗ lực cho gia đình, người yêu thương bạn và cho chính bản thân bạn. Kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa, thể chất, tinh thần và tương lai. Mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Phải thành công cho mẹ ta ba ấy tự hào. Tao phải làm gương cho những thằng em tao nó nhìn vào. Từ bỏ mọi cuộc chơi vì người yêu tao, cô ấy yêu tao. Chỉ cần gia đình được vui tao sẽ bất chấp dù có ra sao. Tao phải thành công cho mẹ ta ba ấy tự hào. Tao phải làm gương cho những thằng em tao nó nhìn vào.
sau lưng ta có ngàn mũi sáng, quanh ta bao nhiêu lời dèm pha. Chân ta đi băng qua ngàn nỗi đau, đôi tay chơi vơi nơi vực sâu. Rồi họ vẫn nhớ lời chơi bài hà hê, miệng đời chua cay trên đường kia ta về. Và để những đinh kia, xin đam mê để ta vấp ngã nhưng họ chẳng thể. Không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Cái này là cái các ông chí phải tổng kết, các ông chí phải nhân lên tại sao chúng ta làm được việc này. Đấy, thì tôi nói ví dụ thế. Và chúng ta tự tin để chúng ta làm việc khác. Tự tin, tự lực, tự cường. Ta đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của mình đúng không? Ai 20 tuổi giơ tay? Ai 22 tuổi ạ? Mà Dũng coi cái quãng thời gian từ 20 đến 25 tuổi là đẹp nhất. Bởi vì lúc ấy chúng ta chẳng sợ gì cả. Sợ chia tay không? Không sợ đúng không? Đó, đấy là sức mạnh của tuổi thanh xuân.